em học sinh. Hôm nay cô rất vui khi lại được tiếp tục đồng hành cùng các em trong chương trình ngữ văn lớp 6. Và cô chúc các em một ngày mới thật nhiều niềm vui. Và cô tên là Cẩm Nhung, giáo viên trường Trung học cơ sở Thủy Châu thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy. Và ngay giờ phút này đây, chúng ta hãy cùng nghe, cùng xem và cảm nhận. Biến đổi khí hậu đang là vấn đề được toàn thế giới quan tâm, khi mà những hình thái thời tiết chưa từng có tiền lệ đang ngày một tác động lớn đến toàn cầu. Và trong những năm gần đây, thì có người đã dần nhận thức và hành động quyết liệt hơn để chống biến đổi khí hậu. Và một trong những chiến dịch chống biến đổi khí hậu mang tính chất toàn cầu đó chính là chiến dịch Giờ Trái Đất. Và đây cũng là nội dung của văn bản mà ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Bây giờ cô mời cả em lật sách giáo khoa trang 97 để chúng ta cùng tìm hiểu văn bản thông tin Giờ Trái Đất. Và đầu tiên, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu mục tiêu của tiết học ngày hôm nay. Đối với tiết học này, thì mục đích mà hướng đến sẽ hình thành cho cả em các năng lực sau. Đó là nhận biết được thông tin chính của một văn bản thuật lại một sự kiện. Các em biết cách để chỉ ra các thông tin cụ thể được đề cập đến trong văn bản và cách triển khai thông tin đó theo trật tự thời gian. Và từ văn bản thông tin thì các em sẽ xác định được các yếu tố như nhan đề, sapo, đề mục, chữ đầm, số thứ tự và dấu đầu dòng. Đặc biệt là các hình ảnh, âm thanh có trong văn bản và tác dụng của các yếu tố đó. Và từ văn bản này các em sẽ nêu lên được ý nghĩa của việc thuật lại sự kiện đối với người đọc. Bên cạnh năng lực thì sẽ hình thành cho các em các phẩm chất sau. Đó là ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, sử dụng các nguồn năng lượng có hiệu quả. Các em sẽ biết quan tâm đến những sự kiện nổi bật của địa phương, đất nước và thế giới. Chủ động tự tìm kiếm, lựa chọn thông tin để phục vụ cho học tập và giao tiếp hàng ngày. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đi vào phần đọc và tìm hiểu chung. Đầu tiên, các em cần phải nhớ lại văn bản thông tin là như thế nào. Thì ở đây, văn bản thông tin là văn bản được dùng để cung cấp thông tin về các hiện tượng tự nhiên, thuật lại các sự kiện, giới thiệu các danh lam thắng cảnh, hướng dẫn các quy trình thực hiện một công việc nào đó. Và văn bản thông tin thường được trình bày bằng chữ viết kết hợp với hình ảnh, với âm thanh hoặc là trích dẫn các ý kiến như văn bản ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu. Và trong phần văn bản thông tin của chương trình ngữ văn lớp 6 thì cung cấp cho chúng ta các sự kiện lịch sử như là Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập hay là diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là hai văn bản thông tin mà các em đã được học. Ngoài cung cấp các sự kiện lịch sử thì phần văn bản thông tin của chương trình ngữ văn lớp 6 còn cung cấp cho các em những kiến thức về văn hóa, thể thao như là Phạm Tuyên và ca khúc Mừng Chiến Thắng hay là Điều Gì Giúp Bóng Đá Việt Nam Chiến Thắng. Bên cạnh đó, phần văn bản thông tin còn cung cấp cho các em những kiến thức về khoa học như là văn bản Những Phát Minh Tình Cờ và Bất Ngờ hay là văn bản Giờ Trái Đất mà ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu. Bây giờ trước khi đi vào phần tìm hiểu chung thì cô sẽ hướng dẫn các em cách đọc văn bản thông tin nói chung và văn bản Giờ Trái Đất nói riêng.
Thì ở đây cô sẽ không thực hành bước đọc toàn bộ văn bản, mà cô chỉ hướng dẫn các em cách đọc. Đối với một văn bản thông tin thì khi đọc các em phải chú ý, và đặc biệt ở đây là văn bản giờ trái đất, khi đọc các em chú ý đọc dòng dứt khoát rõ ràng, nhấn mạnh vào các sự kiện và các mốc thời gian. Và trong quá trình đọc thì các em phải để ý các từ ngữ sau. Thứ nhất đó là biến đổi khí hậu, thứ hai là truyền thông, và thứ ba đó là thị trường. Và trong quá trình đọc các em chú ý những từ ngữ được chú thích ở cuối mỗi trang văn bản, thì điều này sẽ giúp cho các em hiểu rõ và hiểu sâu sắc hơn về văn bản. Thì ở đây các em phải hiểu rằng biến đổi khí hậu tức là sự thay đổi của khí hậu và của những thành phần liên quan, bao gồm đại dương, đất đai, bề mặt trái đất, băng quyển như là tăng nhiệt độ, băng tan và nước biển dâng. Truyền thông có nghĩa là thông tin và tuyên truyền nói chung. Thị trưởng tức là người đứng đầu cơ quan hành chính thành phố ở một số nước. Thì sau khi đọc và tìm hiểu chung, bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem thử văn bản giờ trái đất nó có xuất xứ từ đâu. À, các em phải biết rằng văn bản giờ trái đất là một bản tin theo báo Đầu tư chậm VN và được đưa tin vào ngày 29 tháng 3 năm 2014. Vậy thì văn bản này thuộc kiểu văn bản gì? À, đó chính là kiểu văn bản mà chúng ta đã được học và được nhắc lại từ đầu, đó chính là kiểu văn bản thông tin. Và phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì? Các em có biết không? À, đấy chính là phương thức biểu đạt thuyết minh. Vậy thì văn bản giờ trái đất nó cung cấp cho chúng ta nội dung khái quát gì? Thì ở đây các em phải nắm cho cô. Phần văn bản giờ trái đất nó thuật lại một sự kiện, và cụ thể ở đây là sự kiện sự ra đời của chiến dịch giờ trái đất. Vậy thì văn bản giờ trái đất chia bộ cục ra làm 7 phần. Thì ở đây các em phải để ý, phần văn bản thông tin bao giờ cũng có bộ cục 2 phần. Phần thứ nhất chính là SAPO, và phần thứ hai là phần thông tin chính. Thì ở văn bản giờ trái đất này, phần thông tin chính nó gồm 3 thông tin. Thông tin thứ nhất chính là ý tưởng khởi phát của chiến dịch giờ trái đất. Thông tin thứ hai là sự ra đời và phát triển của chiến dịch giờ trái đất. Và thông tin thứ ba chính là giờ trái đất chính thức trở thành chiến dịch toàn cầu. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu văn bản theo bộ cục này. Ta sang phần thứ hai, đó là phần đọc hiểu văn bản. Đầu tiên, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhan đề và SAPO của văn bản. Bây giờ các em hãy đọc lại phần nhan đề văn bản và phần in đậm tức là phần SAPO của văn bản, và các em trả lời những câu hỏi sau. Thứ nhất, nhan đề cung cấp thông tin gì? Và nội dung của SAPO có liên quan gì đến nhan đề của văn bản? Thì để hiểu rõ nhan đề và SAPO của văn bản giờ trái đất, cô mời các em cùng nghe phần nhan đề và SAPO. Giờ trái đất, ngày 29 tháng 3 năm 2014. Tối nay, 29 tháng 3, 63 tỉnh thành Việt Nam sẽ cùng cả thế giới hành động trong chiến dịch giờ trái đất với nhiều hoạt động nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu. Thì các em thấy ở một văn bản thông tin, nó thường có nhan đề và SAPO. Thì các em quan sát cho cô, đây chính là nhan đề của văn bản thông tin. Cụ thể ở đây là văn bản giờ trái đất, và đây chính là phần SAPO. Thì ở đây các em phải hiểu cho cô nhan đề là gì và SAPO là gì. Nhan đề hay còn gọi là tiêu đề của văn bản, còn SAPO, SAPO hay chúng ta còn gọi là tiêu đề phụ của văn bản. Và phần SAPO các em thấy nó thường xuất hiện phía trên văn bản. SAPO nó sẽ tạo cho phần văn bản một sự chỉnh chu và gãy gọn, từ đó nó có thể thu hút được người đọc. Và các em nhìn thấy ở đây SAPO nó sẽ thường nằm dưới văn bản và phía trên đầu bài viết. SAPO thường được in đậm để thu hút người đọc. Vậy thì sau khi hiểu rõ nhan đề là gì, SAPO là gì, thì các em giải quyết những câu hỏi chúng ta đã đặt ra. Thì ở trong phần văn bản thông tin,
Giờ trái đất, các em thấy nhan đề nó cung cấp thông tin gì? Thì ở đây, phần nhan đề của văn bản giờ trái đất nó nêu lên thông tin và sự kiện giờ trái đất. Ở phần Sapo, thì các em thấy Sapo của văn bản giờ trái đất, vị trí nó nằm ngay giữa nhan đề và được in đậm để thu hút người đọc. Và trong phần Sapo nó nêu lên thời gian đăng tải, đó là ngày 29 tháng 3 năm 2014. Và sự kiện được nêu ở Sapo chính là ngày 29 tháng 3, 63 tỉnh thành tại Việt Nam sẽ cùng thế giới tham gia chiến dịch giờ trái đất để sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu. Vậy thì ở đây các em thấy rằng nhan đề và Sapo nó khái quát được sự kiện có tính thời sự để gây chú ý đối với người đọc, đồng thời khái quát được ý nghĩa của chiến dịch giờ trái đất. Như vậy, sau khi tìm hiểu phần nhan đề và Sapo, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần thông tin chính của văn bản. Ở đây các em phải nắm lại cho cô. Phần thông tin chính gồm có 3 thông tin mà chúng ta đã tìm hiểu trong phần bổ cục. Thông tin thứ nhất là ý tưởng khởi phát. Thông tin thứ hai là sự ra đời và phát triển. Và thông tin thứ ba chính là giờ trái đất trở thành chiến dịch toàn cầu. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào thực hành tìm hiểu từng thông tin cụ thể. Bây giờ các em thực hiện cho cô phiếu học tập số 1 để xem thử ý tưởng giờ trái đất được khởi phát từ bao giờ, từ ý tưởng nào, của tổ chức nào và mục đích của ý tưởng là gì. Thì để hiểu rõ ý tưởng khởi phát của giờ trái đất, cô mời các em nghe phần thông tin thứ nhất. Vào năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Australia tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa vấn đề về biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền. Tổ chức này đã thảo luận với công ty quảng cáo Leo Burnett Sydney về các ý tưởng truyền thông nhằm thu hút sự chú ý của người dân Australia về vấn đề biến đổi khí hậu. Chiến dịch dựa trên niềm hy vọng rằng mỗi cá nhân đều có trách nhiệm với tương lai của trái đất, nơi chúng ta đang sinh sống. Như vậy các em vừa nghe phần ý tưởng khởi phát của giờ trái đất. Vậy thì qua phần văn bản này, các em sẽ thấy được rằng ý tưởng khởi phát của giờ trái đất bắt đầu từ năm 2004. Lúc này Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Australia tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền, nên đã thảo luận với công ty quảng cáo Leo Burnett Sydney. Vậy thì ý tưởng này ra đời có mục đích gì? Thì mục đích ở đây tức là chiến dịch ra đời với hy vọng mỗi cá nhân đều có trách nhiệm với tương lai của trái đất. Vậy sau khi hiểu được ý tưởng khởi phát của chiến dịch giờ trái đất, chúng ta sẽ thực hành phiếu học tập số 2 để hiểu được sự ra đời và phát triển của chiến dịch giờ trái đất. Thì trong phiếu học tập số 2 này, các em thực hành cho cô. Hãy nêu cả mốc thời gian và cả thông tin cụ thể về sự ra đời và sự phát triển của chiến dịch giờ trái đất. Và trong phần này thì người viết đã sử dụng kết hợp các phương tiện nào để cung cấp thông tin, và hiệu quả của việc kết hợp các phương tiện đó là gì? Thì bây giờ các em hãy nghe phần đầu tiên trong thông tin thứ hai, tức là sự ra đời của chiến dịch giờ trái đất. Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia và công ty Leo Burnett Sydney bắt đầu xây dựng một ý tưởng tắt điện ở quy mô lớn. Dự án có tên gọi Tiếng Tắt Lớn. Đến năm 2006, nhà quảng cáo Leo Burnett được giao nhiệm vụ khó khăn đặt tên cho chiến dịch. Từ đó, tên Giờ Trái Đất ra đời, kêu gọi các cá nhân và doanh nghiệp tắt điện một tiếng đồng hồ vào tối thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Tên gọi Giờ Trái Đất giúp chiến dịch mở rộng từ mục tiêu kêu gọi mọi người tắt đèn và các thiết bị sử dụng điện sang mục tiêu có tính bền vững, lâu dài hơn. Chiến dịch Giờ Trái Đất nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của thị trưởng thành phố Sydney. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2007, lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Sydney, Australia với sự tham gia của 2,2 triệu người dân và 2.100 doanh nghiệp tại đây.
Sự kiện kéo dài 1 tiếng đồng hồ, từ 19:30 đến 20:30. Như vậy các em vừa được nghe phần thông tin về sự ra đời của chiến dịch giờ trái đất. Thì ở thông tin về sự ra đời này, các em phải để ý cho cô những mốc thời gian. Đó là vào năm 2005, 2006 và 2007. Vào năm 2005, sự kiện tiễn tắc lớn ra đời. Đến mốc thời gian 2006 thì sự kiện tiễn tắc lớn được đổi tên thành giờ trái đất. Và khi sự kiện giờ trái đất ra đời, các em thấy nội dung của sự kiện chiến dịch này chính là kêu gọi mọi người tắt điện 1 tiếng đồng hồ vào tối thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Và chiến dịch này nó mở rộng, lúc đầu là mục tiêu kêu gọi thì bây giờ mở rộng sang mục tiêu có tinh thần bền vững và lâu dài hơn. Và lúc mới ra đời thì chiến dịch này được sự ủng hộ nhiệt tình của thị trưởng Sydney. Và đến ngày 31 tháng 3 năm 2007 thì sự kiện giờ trái đất được khai mạc tại Sydney. Thì đây là những mốc thời gian và sự kiện mà các em phải nắm trong phần ra đời của chiến dịch giờ trái đất. Sau khi nắm sự ra đời và chiến dịch của giờ trái đất, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chiến dịch giờ trái đất phát triển như thế nào. Thì các em cùng nghe thông tin về sự phát triển. Chiến dịch giờ trái đất ban đầu chỉ nằm trong kế hoạch thuộc phạm vi quốc gia của Australia, nhưng đã thực sự thu hút sự quan tâm của thế giới và các nước bắt đầu tham gia vào chiến dịch giờ trái đất những năm sau đó. Vào ngày 29 tháng 3 năm 2008, chiến dịch giờ trái đất mở rộng được tổ chức ở 371 thành phố và thị trấn thuộc hơn 35 quốc gia trên thế giới với sự tham gia của hơn 50 triệu người. Một năm sau đó, 2009, chiến dịch giờ trái đất đã thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người, hơn 4.000 thành phố và thị trấn thuộc 88 quốc gia trên thế giới cùng biểu thị tinh thần chống biến đổi khí hậu bằng hành động tắt đèn trong vòng 1 giờ đồng hồ. Giờ trái đất không phải chỉ dừng lại ở hành động tắt đèn, mà đây là chiến dịch, trong đó tất cả mọi người trên thế giới cùng nhau đoàn kết và thể hiện họ có thể làm gì trong suốt cả năm để bảo vệ hành tinh. Andy Ridley, giám đốc và là người sáng lập chiến dịch giờ trái đất toàn cầu. Thì đây chính là phần thông tin về sự phát triển của chiến dịch giờ trái đất. Và các em thấy rằng, ngay sau khi ra đời và được khai mạc vào năm 2007, thì ngay sau đó, chiến dịch giờ trái đất đã thu hút sự chú ý của thế giới và các nước bắt đầu tham gia nhiều hơn vào những năm sau đó. Đến ngày 29 tháng 3 năm 2008, chiến dịch giờ trái đất được tổ chức ở 371 thành phố, thuộc hơn 35 quốc gia với hơn 50 triệu người tham gia. Đến năm 2009, chiến dịch giờ trái đất thu hút sự tham gia của hơn 4.000 thành phố thuộc 88 quốc gia. Khẽ mà, sự ra đời và quá trình phát triển của chiến dịch giờ trái đất nó có ý nghĩa rất to lớn. Và sự ra đời và quá trình phát triển của chiến dịch giờ trái đất mang tính bền vững, lâu dài, kết nối mọi người trên khắp thế giới, đoàn kết, thể hiện hành động trong suốt cả năm để bảo vệ hành tinh của mình. Và trong khi nói về sự ra đời và phát triển của chiến dịch giờ trái đất, thì cả em thấy người viết không chỉ sử dụng ngôn ngữ mà còn kết hợp với các hình thức khác. Đó chính là gì? Các em nhìn lên hình ảnh sẽ thấy một hình ảnh 60 cộng cùng với lời trích dẫn của nhân vật. Thì ở đây có sự kết hợp giữa ngôn ngữ và hình ảnh cùng trích dẫn ý kiến để cung cấp thông tin, làm cho văn bản trở nên sinh động hơn và nhấn mạnh vào thông tin, thông điệp quan trọng của văn bản. Đầu tiên, đó là hình ảnh 60 cộng. Thì các em có biết cái hình ảnh 60 cộng này có ý nghĩa gì không? Bức ảnh này nó có nội dung là 60 cộng. 60 là số phút mà chúng ta tắt điện. Và ý nghĩa của bức ảnh 60 cộng này chính là giờ trái đất không chỉ dừng lại ở 60 phút mà còn có thể kéo dài hơn nữa, để từ đó có thể lan tỏa thông điệp hãy chung tay bảo vệ môi trường đến với mọi người. Và bên cạnh việc sử dụng hình ảnh thì người viết còn kết hợp với trích dẫn ý kiến. Và các em nhìn vào sách giáo khoa hay trên màn hình,
chúng ta thấy đây là ý kiến của Andy Ridley. Andy Ridley là ai? Ông là giám đốc và là người sáng lập chiến dịch giờ trái đất. Và ý kiến trích dẫn của ông ở đây được đưa vào văn bản nhằm mở rộng suy nghĩ cho mọi người. Giờ trái đất không chỉ là hành động tắt điện, mà mục đích của giờ trái đất là bảo vệ hành tinh yêu quý của chúng ta. Vì vậy, bất kỳ hành động nào bảo vệ môi trường đều nên được thực hiện. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu sự ra đời và phát triển của chiến dịch giờ trái đất. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng thực hiện phiếu học tập số 3. Giờ trái đất chính thức trở thành chiến dịch toàn cầu. Các em quan sát đoạn văn ở phần thứ 3, ở thông tin thứ 3 đấy, các em xác định thông tin chính của đoạn văn. Đồng thời cho biết Việt Nam chính thức gia nhập chiến dịch giờ trái đất vào thời gian nào. Để hiểu rõ điều này, cô mời các em nghe phần thông tin. Cuối năm 2009, nhận thức của thế giới về biến đổi khí hậu được nâng cao chưa từng thấy trong lịch sử tại Hội nghị Biến đổi khí hậu Liên Hiệp Quốc với sự tham gia của 192 nước diễn ra ở Copenhagen, Đan Mạch. Cũng bắt đầu từ năm 2009, Việt Nam đã chính thức tham gia chiến dịch giờ trái đất, hoạt động góp phần thay đổi nhận thức, thói quen sử dụng năng lượng của người dân. Theo báo đầu tư.vn. Thì đó là phần thông tin về giờ trái đất chính thức trở thành chiến dịch toàn cầu. Vậy thì ở đây các em thấy vào cái mốc thời gian cuối năm 2009, trong Hội nghị Biến đổi khí hậu Liên Hiệp Quốc với sự tham gia của 192 quốc gia tại Đan Mạch, thì nhận thức của thế giới về biến đổi khí hậu đã được nâng cao. Và Việt Nam chúng ta chính thức tham gia vào chiến dịch giờ trái đất vào thời điểm nào? Đó là vào năm 2009. Việt Nam chính thức gia nhập chiến dịch giờ trái đất. Và các em thấy rằng, khi gia nhập vào chiến dịch giờ trái đất, sau một giờ tắt đèn của sự kiện, thì trên phạm vi cả nước chúng ta đã tiết kiệm được sản lượng điện, đó là 492.000 kWh. Và tương đương vào thời điểm đó, tức là chúng ta tiết kiệm được 917 triệu đồng. Một con số rất ấn tượng, phải không nào các em? Và điều này để chúng ta thấy rằng tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của chiến dịch giờ trái đất. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu nhan đề, Sapo và thông tin chính của văn bản thông tin giờ trái đất. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng đi vào tổng kết văn bản. Ở phần tổng kết văn bản, các em chú ý cho cô về nội dung và hình thức của văn bản. Ở phần nội dung, các em thấy văn bản giờ trái đất đã cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, sự ra đời và phát triển của chiến dịch giờ trái đất. Và từ nội dung của văn bản thông tin, nó lan tỏa đến người đọc thông điệp cần hành động để góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu. Về hình thức của văn bản này, thì các em thấy văn bản đã có sự kết hợp của ngôn ngữ, của hình ảnh cùng với trích dẫn ý kiến để cung cấp thông tin cho người đọc. Và ngôn ngữ diễn đạt của văn bản rất là trong sáng, chính xác và thuyết phục. Như vậy các em thấy rằng giờ trái đất là chiến dịch kêu gọi sự tham gia tự nguyện của cá nhân, của cộng đồng trên khắp thế giới. Chúng ta có thể tắt bớt đèn và các thiết bị điện vào những thời gian không cần thiết để làm gì? À, để tiết kiệm năng lượng, để bảo vệ trái đất, bảo vệ hành tinh của chúng ta. Vậy thì thông tin từ văn bản giờ trái đất này nó có ý nghĩa gì đối với bản thân các em hay không? À, học xong phần thông tin văn bản giờ trái đất, các em sẽ biết được chiến dịch giờ trái đất ra đời như thế nào và Việt Nam tham gia vào sự kiện chiến dịch giờ trái đất vào thời điểm nào, để từ đó các em có thể nhận thức được và có những hành động để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất, bảo vệ hành tinh của chúng ta. Như vậy, để giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu thì các em thấy rằng đấy không phải là trách nhiệm của một cá nhân hay của một tổ chức, mà đây là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng chúng ta. Để làm gì? Để chúng ta có thể bảo vệ được trái đất, bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta. Điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi. Và thông điệp này đã được lan tỏa đến tất cả mọi người.
Kẻ mà bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Thì thông qua kiến thức mà các em vừa được tìm hiểu, về nhà các em viết một đoạn văn ngắn từ 4 đến 6 câu về việc hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất ở địa phương em. Và cũng công việc về nhà nữa, đó là các em chuẩn bị các yêu cầu của tiết học tiếp theo, đó là viết bài văn thuật lại một sự kiện. Các em chuẩn bị tốt phần này ở sách giáo khoa trang 100 và 101 để tiết học sau các em sẽ tiếp thu bài được tốt hơn. Tiết học ngày hôm nay của cô trò chúng ta dừng lại ở đây. Và qua tiết học này, cô tin rằng các em sẽ nhận thức được mình cần làm gì để bảo vệ môi trường và bảo vệ hành tinh của chúng ta. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.